Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã có một hành trình ấn tượng tại ASEAN 19 khi giành được cú đúp huy chương đồng ở nội dung 400m và 800m tự do. Tấm huy chương đồng ở 400m tự do có thể xem là một bất ngờ lớn, đặc biệt khi đây không phải là nội dung mà anh chủ trì. Trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng đầy xúc cảm, Huy Hoàng chia sẻ về cảm xúc và những khó khăn anh đã trải qua trong hành trình của mình. Huy Hoàng cho biết anh cảm thấy rất vui và bất ngờ khi giành được huy chương ở cự ly 400m tự do. Anh đã làm được điều đó và muốn dành tặng tấm huy chương này cho thầy cô và các chuyên gia, những người đã đồng hành và hỗ trợ anh trong suốt hành trình khó khăn này. Về chiến thuật thi đấu, anh chia sẻ rằng anh đã bơi một cách thông minh, giữ lại sức lực cho phần cuối cùng của cuộc thi. Trong 100m cuối cùng, anh cảm nhận được đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ và điều này đã thúc đẩy anh phấn đấu hết mình. Anh nhìn sang làn đua của đối thủ và thấy họ bắt đầu mệt mỏi. Từ đó anh quyết định tăng tốc để vượt lên và giành tấm huy chương đồng. Sau khi gặp thất bại ở nội dung 1500m tự do, Huy Hoàng đã phải đối mặt với áp lực về thành tích. Anh thừa nhận rằng khi bước vào cự ly 1500m tự do, anh đối diện với nhiều suy nghĩ và áp lực lớn từ tất cả mọi người. Tuy nhiên, anh quyết tâm tập trung vào việc thi đấu tốt nhất có thể và bỏ qua tất cả những áp lực đó. Kết quả là anh đã giành hai huy chương đồng ở nội dung 800m tự do và 400m tự do, trở thành vận động viên bơi lội thành công nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19 với một huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Về tương lai, Huy Hoàng chưa có kế hoạch thay đổi chiến lược thi đấu hay tập trung vào cự ly nào.